Ok, hai cái nhà, thì một cái nhà đến với kênh review tool ha. Thì như trên màn hình này các bạn đang thấy là mình đang chơi game Talking Tom Dark Hero nha. Game cũng rất là dễ chơi, chúng ta chỉ việc lướt qua lướt lại thôi ha. Di chuyển theo ý mình mong muốn thì lướt qua lướt lại trên màn hình thôi. Khi mà va chạm những con này thì nó sẽ tự nó đánh nha. Thì chúng ta chơi game là chỉ đi lấy vàng ha. Và lấy sấm sét này sẽ biến thành hero nè ha. Ok, đụng một cái là chúng ta. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn tên game trên sách play cho các bạn nha. Thì nó có nhiều mục ở đây nè. Chúng ta mua những cái này, chọn cái này thì sẽ tiêu tốn bao nhiêu vàng và vàng của các bạn trên đây. Và khi các bạn xem quảng cáo thì sẽ được tặng 90 vàng ở đây ha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn tên game trên sách play cho các bạn nha. Đây, Talking Tom Hero Dash ha. Game có hơn 100 triệu lượt tải xuống nha. Ok, thì cái phần chia sẻ game mini Talking Tom Hero Dash ở trên smartphone Android của mình tới đây kết thúc. Rất mong được các bạn quan tâm và ủng hộ kênh ha. Nếu cảm thấy hay, nhấn like, subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những clip sau của mình.